Đầu tiên xin được đề cập đến bộ phim Fenty của đạo diễn Andy Nguyễn. Đây là tác phẩm đầu tay của anh. Về bộ phim Fenty thì kịch bản của phim này thì Andy đã ấp ủ cũng phải hơn 5 năm rồi và cũng trải qua nhiều quá trình phát triển kịch bản, lựa chọn diễn viên và tìm nguồn kinh phí để thực hiện. Thì bây giờ cuối cùng bộ phim đã ra rạp. Vì Andy vốn là một người dựng phim rất giỏi, dựng rất nhiều bộ phim thành công như là Em là bà nội của anh hay là Người bất tử, thì Andy đã có một cái background về kinh nghiệm làm việc về phim ảnh từ rất lâu rồi, nên về phần kỹ thuật của phim, tức là phần quay, phần âm nhạc, phần âm thanh, nói chung là về phần thưởng thức á, của các giác quan á, thì là Andy đã làm rất là tốt. Nhưng về mặt nội dung thì phim còn khá là nhiều những lỗ hổng, cả về phần diễn xuất chưa thật sự nổi bật, nhưng nhìn tổng thể lại thì phim nằm ở mức chỉnh chu, và với những người xem phim nhiều thì twist trong phim cũng không mấy là khó đoán. Nhưng mà đối với những khán giả mà chỉ ra rạp để giải trí thì mình nghĩ phim này cũng khá phù hợp để xem giải trí, vì diễn biến của phim khá nhanh và phần âm nhạc cũng rất bắt tay, và có một cái ca khúc mà mình coi xong phim mình nhớ hoài ca khúc đó luôn, đó là ca khúc của Tờ Linh. Cái ca khúc này nó gần như là nó giúp cho mình giữ lại cái mood ở với phim đến đoạn cuối. Nhìn chung phim không có quá xuất sắc, nhưng mà nếu như bạn lựa chọn để xem giải trí thì cũng là một cái lựa chọn nó ở mức ổn ổn. Trên 2 điểm 10 thì phúc cho bộ phim, 6 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Gần đây thì Netflix có cái series mọi người cực kỳ quan tâm là Celebrity, tức là nói về những người cũng nổi ở trên mạng xã hội. Trong Fenty thì là diễn viên chứ không phải là KOL, nhưng mà kiểu là những người cũng rất là nổi tiếng ở trên social. Thì không biết là người ta xem, người ta có một cái sự gọi là so sánh giữa hai cái tác phẩm này với nhau hay không? Em nghĩ là không, tại vì cái hướng đi nó khác nhau. Cái bộ phim của Netflix thì nó làm theo kiểu là nó là những cái drama giữa những người nổi tiếng ở những công ty quản lý các kiểu. Còn bộ phim này thì nó theo hướng thriller nhiều hơn, và nó không có đánh quá mạnh vào câu chuyện là người nổi tiếng trên mạng xã hội, mà nó đánh vào nhiều hơn là câu chuyện gia đình, câu chuyện gọi là lối sống của những người nổi tiếng bây giờ như thế nào. Tiếp theo đó là bộ phim Dinh thự ma ám. Về bộ phim Dinh thự ma ám Haunted Mansion, đây là một bộ phim dựa trên một cái công viên giải trí của Disneyland. Vào năm 2003 thì đã có một phiên bản Haunted Mansion ra rạp do Eddie Murphy đóng chính. Còn với phiên bản 2023 thì đây không phải là hậu truyện, cũng không phải là tiền truyện, và cũng không có liên quan gì tới bản 2003 hết, mà cơ bản chỉ cùng một cái ý tưởng và phát triển câu chuyện ra thôi. Thật ra nó là phim có yếu tố ma quỷ, nhưng mà vì Disney sản xuất nên thành ra phim này là một bộ phim dành cho gia đình. Những con ma trong phim thì cũng không có gì tạo hình gì nó quá đáng sợ, mà ngược lại đây là một bộ phim rất là vui và rất là hài luôn. Thì câu chuyện xoay quanh là một bà mẹ đơn thân và một đứa con sống trong một cái căn gọi là một cái căn dinh thự, nhưng mà trong đó là có những cái bầy ma quỷ và họ không cho hai mẹ con này rời khỏi đó, thì bà này mới mời bốn người tới để mà bắt ma. Thì bốn người này với bốn cái nghề nghiệp nó rất là dị, nhưng mà kiểu họ bắt ma thì ít nhưng mà tấu hài thì nhiều. Đây là một bộ phim xem giải trí cực kỳ tốt luôn. Tuy nhiên thì kịch bản của phim vẫn còn khá là nhiều lỗ hổng và thiếu logic, nhưng mà Disney đã biết tận dụng những cái thế mạnh của mình là làm phim dành cho gia đình, tránh đi những cái phần cải biên không cần thiết để theo trend đời sống xã hội, giáo dục công dân, nên thành ra là phim này xem nó thuần túy là một bộ phim Disney làm theo một công thức rất chuẩn chỉ. Thêm một cái tuy nhiên nữa là vai phản diện của Jared Leto thì nó bị lối mòn, nó khá cũ, thì cũng là một nhân vật có một cái vết thương trong quá khứ nên dẫn tới là mình đi làm mà vai phản diện thôi. Nó là một cái nhân vật rất điển hình của Disney. Về phần hình ảnh thì phim khá là màu sắc, dễ xem. Tuy nhiên thì ở Việt Nam rất là tiếc là phim bị xếp hạng ở thể loại C13. Nhưng mà mình nghĩ đây là một bộ phim giải trí cực kỳ tốt. Nếu như bạn chỉ muốn vào rạp cười thật đã, đi ra để cho tâm hồn sảng khoái, thì phim này nó sẽ cho bạn những cái trải nghiệm đó. Và trên thang điểm 10 thì phúc cho bộ phim 7 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi. Thật ra là dưới 13 cũng sợ hơi khó, tại vì cái mức độ kinh dị nó không có cao, nhưng mà với các bé tuổi đó đó thì các bé sẽ vẫn sợ.
Phúc thì không biết, nhưng mà tại Phúc thấy mấy con ma trong phim dễ thương. Tại tại vì đó là Phúc chứ không phải mấy bé dưới 13 tuổi. Và ai nói đây là bộ phim kinh dị thì Kim Thanh cũng xin được đính chính là nếu mà những ai xem phim nhiều á thì mình chỉ thấy là Owen Wilson ở trên cái dàn cast, mà cái anh này là đóng vai xà lờ nhảm nhảm không à. Tức là cái phim của anh chắc chắn là rất là vui, và thật ra cái thể loại của bộ phim này người ta cũng không có đánh mạnh vào cái thể loại kinh dị, cho nên là ai trước khi đi xem nhìn cái poster nghĩ là phim kinh dị thì đính chính chỗ đó. Một cái nữa là chị rất là thích cậu nhóc ở trong phim này, trời quá dễ thương. Cậu nhóc đó tên là Chase Dillion, giống như Steel Doll Show luôn đúng không? Đúng rồi, và mỗi cái biểu cảm của cậu nhóc đó thôi là mình cũng thấy nó mắc cười rồi. Chính cậu nhóc đó Kim Thanh nghĩ là các bé xem sẽ rất là đồng cảm luôn đó. Chúng ta sẽ chuyển sang điện ảnh Hàn Quốc với bộ phim Thanh Tra Sát Nhân. Về bộ phim Thanh Tra Sát Nhân thì đây là một bộ phim thuộc thể loại hình sự thriller đến từ Hàn Quốc. Thì câu chuyện diễn ra khi mà một thanh tra truy đuổi một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm và mất tích ở trong rừng. Sau một tháng, hai người vô tình đâm xe vào đồn cảnh sát, và trong giai đoạn hôn mê, khi tỉnh dậy thì thanh tra phát hiện mình đang ở trong thân xác của kẻ sát nhân, và ngược lại kẻ sát nhân cũng đang ở trong thân xác của mình. Và câu chuyện mèo vờn chuột đuổi bắt xảy ra vào lúc đó. Phim có một nhịp điệu rất nhanh và dồn dập, câu chuyện cũng không có quá khó đoán theo cái concept gọi là hoán đổi thân xác. Chính vì cái cách làm phim cắt bỏ gần như hoàn toàn những chi tiết thừa nên thành ra phim tập trung rất là nhiều vào câu chuyện chính, dẫn đến là người xem không có bị sao nhãng, và các màn diễn xuất của hai diễn viên chính đã giúp đỡ bộ phim rất là nhiều, che đi những cái hạn chế về việc phát triển nhân vật. Nó còn khá là mông lung và hời hợt của dàn nhân vật, đặc biệt là diễn xuất của cậu diễn viên trẻ Chang Dong Yoon, đúng không? Chang Dong Yoon thì cái nét mặt cậu này á, diễn cả vai chính diện lẫn phản diện đều để lại một cái ấn tượng rất là tốt, và mình thấy được rõ hai thân phận trong con người của cậu này luôn. Còn anh thanh tra thì tại vì mặt của anh ác sẵn rồi nên ra ảnh diễn cái vai hiền thì nó cũng không có được, nhưng mà chính vì vậy mà khi mà đến cái phần giải thích ngược của bộ phim thì lại thấy diễn viên này được cast cho vai thanh tra cực kỳ đúng luôn. Nói chung là không ai chịu thua ai trong bộ phim này cả. Tuy nhiên là một kịch bản thriller có twist nên đoạn cuối đạo diễn rơi vào cái tình trạng không biết kết như thế nào, dẫn tới kết của phim khá là cục. Nó giống như kết là phải kết cho xong á, nên ra mình không thỏa mãn lắm với đoạn kết của phim. Nhưng nhìn chung với những fan mà thích phim hành động, hình sự, thriller thì đây là một bộ phim rất là phù hợp để chọn ra rạp xem tuần này luôn. Và trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim 7 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Bộ phim này thì nó những cái pha hành động không nhiều mà nó tập trung vào hình sự điều tra phá án. Kim Thanh cực kỳ thích cái phần casting của bộ phim này, bởi vì hai nhân vật, nếu mà mình dẹp qua những cái kinh nghiệm xem phim của mình đi, mình với một khán giả người ta gọi là không biết gì hết luôn, cứ vô xem giải trí đơn thuần, đôi lúc mình cũng sẽ bối rối là trời sao mà lúc thiện thì đúng là nhìn thiện thật, và lúc tà mình nhìn cũng tà thật. Thật ra là lúc đầu là Kim Thanh nghĩ là cái bộ phim này là hoán đổi thân xác bình thường thôi, tức là một cái motif rất là quen thuộc. Cho nên khi mà chuẩn bị có cái dấu hiệu bẻ cua thì mình á, wow, ồ thế là không phải là hoán đổi thân xác bình thường mà là có bẻ cua nha. Thì lúc đó mình phát hiện hơi trễ, cho nên tới khi cái twist nó xảy ra thì mình vẫn tức ấy, là mình đã coi phim rất là nhiều mà tại sao mình để phát hiện ra cái twist nó hơi trễ, mặc dù vẫn trước so với diễn tiến trong phim nhưng mà nó trễ so với bản thân mình. Nhưng mà nếu mà ai kinh nghiệm xem phim ngay từ đầu á, mình biết chắc là những cái bộ phim kiểu có twist như thế này thì mình vẫn đoán được. Tuy nhiên cái quá trình của nó diễn ra thì vẫn rất là thu hút. Kim Thanh có cảm tình rất là nhiều với bạn diễn viên trẻ trong bộ phim này. Đúng, bạn nó diễn quá tốt, và mình coi á, lúc mà bạn nó đóng vai ác á, thì nó thật sự rất là ghét, và bạn nó nhìn kiểu điên cuồng ấy, nhìn biến thái, biến thái cực kỳ. Nhưng mà khi mà bạn đó đóng trong nhân diện của anh thanh tra á, thì lại rất tin tưởng nha. Mình cảm giác là mình phải tin bạn đó liền luôn á. Tức là nhiều người người ta nói là cái vai anh cảnh sát trẻ hơi dễ tin anh này, nhưng mà không, thật sự là mình coi mình cũng còn tin mà. Mình coi mình cũng tin nha. Tại vì quá là thuyết phục đi. Tại vì từ ánh mắt tới cái diễn xuất, tới cái cách mà anh này quan sát á, nó cho mình cảm giác đó chính là anh thanh tra, và đây là một nhân vật mà chúng ta cần phải bảo vệ. Nên ra là bạn diễn viên này mình nghĩ sẽ có một tương lai rất là sáng ở Hàn Quốc. Bạn này hình như sinh năm 92 á. Và nói thêm với các thính giả là bộ phim này phải nói là máu me bê bết, rất là bạo lực á, cho nên là ai mà không quen cái kiểu này thì chúng ta cân nhắc nha, mặc dù nó cũng đã bị T18 rồi. Và sau cùng cũng là một tác phẩm đến từ điện ảnh Hàn Quốc là Oan Gia Chung Tường. Phim này thì thuộc thể loại tình cảm hài. Phim do đạo diễn Lee Woo-chun thực hiện với sự góp mặt của các diễn viên Lee Ji-hoon, Han Song-yeon,
Oan gia trung tường xoay quanh câu chuyện giữa hai con người hướng nội. Một chàng trai đó là Sung Jin, thì anh này là một nhạc sĩ. Người còn lại là Rani, một nhà thiết kế mô hình nhân vật. Thì hai người này sống trong một cái căn hộ chung cư. Họ nằm cách nhau một bức tường. Tuy nhiên thì bức tường này khá là mỏng, không thể cách âm được. Nên họ luôn luôn tìm cách xua đuổi đối phương. Để được yên tĩnh thì lại cảm thấy là thương thương người còn lại hơn. Nên đây là một cái bộ phim mà mình nghĩ là theo một cái công thức nó rất là điển hình của phim Hàn. Tức là ban đầu thì ghét nhau, rồi đằng sau lại, sau một quá trình lại yêu nhau. Thì mình nghĩ là bộ phim thì sẽ hợp với các cặp đôi thôi. Mình thì cũng chưa xem phim này, nên thành ra là mình cũng không biết như thế nào. Nhưng mà nếu mà bạn là một fan phim Hàn và biết một trong những diễn viên phim này thì có thể đi xem thử ha. Và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Thật ra là phim này có tổ chức premiere, nhưng mà Kim Thanh với Phúc thì lúc đó không có điều kiện để đi dự premiere, cho nên là không biết được. Nhưng mà thể loại này á, đa phần á, là nó rất là quen thuộc rồi. Tuy nhiên cái mà chúng ta xem á, nó thú vị hay không là thuộc về cái hành trình. Mà cái hành trình đó thì cần phải trải nghiệm khi mà chúng ta xem trực tiếp. Chứ còn nếu mà về cái nội dung á, thì rõ ràng rất là khó để nói được. Thành ra là các bạn trẻ nào mà quan tâm đến thể loại tình cảm hài và đang yêu gì đó thì có thể ra xem thử như thế nào nhé.